Sau khi chôn xác của Long trong giường, cả người bên ướt sũng máu, vội vàng trở về nhà. Cậu run rẩy đi thẳng vào phòng, gương mặt vô cùng hoảng loạn. Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Bà đừng về tìm mình. Bên ngoài không gian cào cửa đột ngột vang lên. Mình hoảng hốt nhìn ra cửa. Tiếng cào mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu lấy hết can đảm, hít thở sâu. Chân tôi đặt nghe mấy chuyện ma rồi. Được, muốn nghe. Mình từ từ chối nghe. Mở cánh cửa ra. Đột nhiên, một con mèo mưng từ đâu chạy xoẹt qua chân Minh, rồi phóng thẳng vào phòng. Mình chưa kịp quan buồn thì cảm thấy lạnh phía sau này. Gì vậy? Mấy bạn có nghe tiếng gì không nhở? Cậu cầm chiếc đòn một bàn tay giúp vậy. Tiếng trong laptop, có gì đâu mà tự nhiên. Không phải đâu. Mình từ từ quay lại. Cái tiếng này nó ghê lắm. Thì thấy đồng mặt bày. Nghe như ở đâu đây nè? Phải trong laptop đâu? Thì tắt thử rồi sao? Đó, cái tiếng mình nói đó. Không phải đâu, nó chỉ là cái cửa à, đừng có sợ. Đúng rồi. Hay là tụi mình mở đèn lên đi. Cái đèn nó nằm ngay cái cửa kìa, cái công tắc đó. Làm sao mà mở? Nó ở xa quá. Nghẹt quá, để mở cho. Bà hay quá. Nhét ma cao rồi. Hả? Hết hồn, hay lắm hả? Ờ, cô đỡ hơn. Ở ngoài ông đứa cào cào cửa, hù mấy đứa nhỏ làm nhớ sợ. Mặt mày nào nè, xa lè. Nè, mấy đứa nha, mày đặt nghe mấy cái chuyện ma quỷ rồi nha, dị đoan rồi nha. Ông cấm nghe chưa? Lần nữa là ông nghe là chết với ông à. Nội ơi. Ê, nói nghe nè. Nãy giờ là ông nội cào ngoài cửa hả? Ông nội con cào ghẹo tụi bay đó. Nãy giờ mấy đứa trong đây nghe chuyện ma hả? Dạ. Rồi có sợ không? Dạ gì đâu, sợ nổi, ba chuyện ma trên mạng thôi mà. Mấy chuyện này toàn chuyện hư cấu nội ạ, con thấy cũng bình thường, không có gì phải đáng sợ cả. Vậy sao nãy ông sợ nhát cấy vậy? Tôi giỡn thôi, tại thấy mọi người làm tôi làm theo thôi chứ tôi đâu có sợ. Mấy đứa con muốn nghe bà kể chuyện ma không? Dạ, bà kể đi bà. Muốn nghe phải không? Mấy đứa cứ biết sao mà người ta kêu là chết quan không? Dạ không. Là cái những người á mà người ta chửi tới số á, mà người ta chết kêu là chết quan. Mà khi người ta chết rồi á, âm dương không có tách biệt như mọi người thường nghĩ đâu. Mà cái người chết quan đó á, người ta tại vì chưa tới số mà, cho nên người ta có những nỗi oán hận trong lòng sôi sục. Người ta có thể đi về giữa hai cõi âm dương, về cõi dương là trên trần thế nè, để giải quyết ân oán với người mà còn thiếu nợ người ta đó. Mới đầu á là vô cớ một người trong gia đình gọi tên, thế là quan hùng người đó. Rồi từ từ quan hùng đi vô cái nhà đó, nó mới bắt đầu nó phá phách. Mới đầu chỉ là di chuyển đồ đạc thôi, sau đó những đồ ăn thức uống trong nhà không ai đụng tới, kiến cũng không bò tới, gián cũng không ngó tới, mà đồ ăn thức uống lần lượt phơi đi. Ba cậu kể chuyện hay thật, nó hơn cả mình nghe đài nữa. Hai cái thằng này trực tử ơi, đang nghe nói cái chuyện mà cứ ồn ào, biết là làm gì, không coi được cái gì hết. Ồn ào biết quen. Trời ơi, nó kể tiếp cho nghe. Rồi tới một ngày nào đó, quan hùng nó sẽ nguyên người.
đã đưa ra lời hứa mà quan hồn chấp nhận. Ghê chưa? Sợ chưa? Bây giờ bà này kể chuyện ma ghê thiệt. Bà mà đi tu audio kể chuyện ma chắc kiếm bột tiền. Xuống đi một cái. Bạn ơi bị chết chứ tao bạn ơi. Alo nghe anh Xuân. Anh này cuối tuần này đó anh rảnh đi làm trọng tài cho tôi quyết đấu, tôi giết ông vào một trận coi nghe. Thì coi tước anh Ban không thể. Sao lại không thể? Ông sợ tua được phải không? Ông chịu tua hả? Anh Ban đêm qua đã đột tử rồi, lát nữa tụi mình đi giếng anh nhé. Chết rồi. Lễ chết mới đi. Chiếu nè, thua chưa, chịu thua chưa, biết chưa? Gì biết rồi, rồi biết. Đó, đi đi, đi, biết đó, biết rồi đó. Chiếu rồi đó. Anh Ba, cái cờ hả? Anh Xuân. Rồi. Ghế chơi. Ở chơi, ghế chơi. Lấy ghế, ngồi chơi. Ghế chơi. Sẵn dịp rồi. Rồi, chiếu rồi. Ghế đi, lấy ghế. Nè, chiếu chưa? Chiếu rồi. Chiếu hả, chiếu. Chiếu hả, chiếu. Kỳ vậy? Cái gì? Hồi nãy hình như con pháo nằm đây mà sao kỳ vậy? Anh có hình như anh có ăn gian tôi không? Cái chữ hình như là sai rồi. Con pháo tao nằm đây mà hình như cái tôi gì? Tôi thấy là con pháo nằm đây, anh có ăn gian không? Bậy cái mắt ông sao? Pháo tôi nằm đây. Cái này chắc phải nhờ ông này làm trọng tài quá. Trời mà tôi bắt sẵn anh ngồi lấy ghế ngồi đi làm trọng tài. Anh gian quá. Có anh Xuân làm trọng tài đây làm bạn mới rồi tôi, để tôi làm trọng tài đó nha. Bạn mới luôn. Rồi. Có lèm bèm. Ba nó có điện thoại. Alo. Nghe. Gì vậy hả? Rồi tôi về liền. Thôi có chuyện nhà rồi phải về gấp đi, mai mốt quánh sao. Đang thôi đi về đi. Thôi khoan hả? Anh về thì về, nhưng mà cái bàn này là anh nợ tôi á, nếu mà anh không trả nợ cái ván cờ này là tôi theo tôi đòi anh suốt đời đó. Không trả theo suốt đời. Ok hả? Ừ chưa xong nợ rồi. Thì nợ chứ làm dữ vậy. Ôi cha, ông Ban này ông là người cùng tuổi cùng năm cùng tháng sinh với mình, sao ra đi đột ngột thì ghê vậy trời. Chết rồi bác sĩ ơi. Cái gì? Cái gì mà chết? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở đây là cái phòng khám à, còn làm nghề y mà không được mở miệng ra nói chết chấp ở đây, rồi bệnh nhân người ta nghe làm sao người ta dám tới khám, rồi làm sao người ta tỉnh dưỡng được, nghe chưa? Kể từ bây giờ những cái từ như là chết toi chết tiệt à, chết mất xác chết cha chết mẹ gì không được định, nghe chưa? Tuyệt đối phải nhạy cảm, phải tinh tế chứ, mình làm nghề y mà. Dạ con nhớ rồi chú, nhưng mà nãy giờ chú nhắc tôi chết nhiều lắm á. Dạ. Đó thấy chưa? Cái gì vậy? Đi ra đi. Dạ. Có điều gì chứ? Trời ơi. Ê chết. Về mít nhân, về mít nhân lên. Đi qua đép bót nè, nhanh lên, Long đâu? Long đâu rồi, kêu lên hỗ trợ Long ơi. Chết rồi. Trời ơi, sao tiện ông chết ngay lúc này chứ, đang quan trọng nè. Quan trọng mà tiện đi chết. Tôi đâu muốn chết đâu, tự nhiên mấy ông đánh dở thì tôi mới chết đấy chứ. Ông đánh dở, ông chết hoài luôn á. Ông chết đó, ông về đi. Người ta đâu muốn chết đâu. Ông chết hoài à. Không có được nói tự chết ở đây, nghe chưa? Dạ. Ông nội la quá, con tử vong luôn rồi. Trời đất ơi. Cấm luôn. Cấm luôn hả? Vậy con nói từ quỵ có được không ông? Không. Vậy con nói từ ra đi có được không nội? Cũng cắt. Á, con còn sống nè ông. Ừ. Dạ, con cảm ơn ông. Chết rồi. Trời đất. Dẹp. Từ bây giờ chơi cho im lặng, không nói một câu nào nữa. Nhớ chưa? Dạ. Con hiểu rồi. Sao nhà giống đám tang thế nhở? Nói thằng dài, đi về đi, đi về đi. Chết chưa con, chết chưa con, đập bên đây mày ba chưa? Cho mày chết. Đói đi. Gia đình này khoái cái từ chết quá vậy. Mọi người trong gia đình này tập không? Hôm nay tôi tập hợp tất cả mọi người trong nhà này
Cái gì vậy? Ba mẹ. Cái gì? Vậy? Nhà mình có cái mùi thấy ghê, hình như là con chuột. Lên! Tôi đang nói chuyện. Tôi tuyên bố, trong nhà này, kể từ giờ phút này, không một ai được dùng những cái từ như là chết chóc, tử vong, ra đi, tận thế, vân vân, hoặc là những cái từ liên quan tới sự chết, nghe chưa? Tôi ra luật đó. Ủa ông ơi, sao lại phải cấm mà ông? Phải cấm, nhà này là cấm vậy. Cậu muốn nói những cái từ đó, về nhà, nói với ông nội cậu. Nhưng mà con thấy cấm này nó kỳ kỳ sao? Không có kỳ gì hết. Luật nhà này là như vậy. Tôi cũng thấy nó kỳ. Không có chuyện kỳ, tất cả phải cho hành. Nghe rõ chưa? Dạ. Bây giờ Hạnh, con muốn nói gì nói đi. Trời ơi, tính nó con chuột chết. Mà giờ ba không cho nói chữ chết, nói gì đây ta? Rồi đứng thừa người đi, không nói vậy. Dạ. Vô muốn nói gì? Con một cái mùi thấy ghê. Con chuột. Sao? Thấy ghê, nó... Là cái gì mà ngắt ngang, ngắt ngứ gì, nói rồi nói lại đi. Cái gì vậy? Nó giận cổ hả? Không phải, con chuột nó... Nó làm gì ca lắm kìa. Con chuột nó nè. Tèn 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 tèn. À con biết rồi, nghe tiếng đàn là con biết con chuột nó chết rồi. Đi đi, cấm. Alo. Dạ. Sao? Bà mày chết rồi à? Ê, cấm, cấm. Bà mày sống à? Nói con yêu bà mày sống lắm. Dạ. Các bạn ơi, bà mày mình sống rồi. Alo. Hả? Rồi rồi, mấy ông tập hợp rồi hả? Rồi rồi, tôi thay đồ tôi tới liền. Rồi rồi, cảm ơn. Long, bà Bảy con sống hả? Cho bác gửi vòng hoa nha. Ông Ban là thiệt tình, ra đi thiệt là đau khổ. Ê, mà nghĩ cho cùng á, ở tuổi tụi mình á, ra đi không biết lúc nào. Trời gọi ai người đó chịu. Mới hôm nọ anh còn ngồi đánh cờ với đây mà. Ông Ban tính sòng phẳng, lâu nay ông không thích nợ nần hay gì cả. Ông có ra đi thì cũng thanh thản mà thôi. Nói bây giờ ông Ban á với ông Nghĩa còn hẹn nhau một ván cờ, vậy mà ông đã ra đi đột ngột quá. Anh về thì về, nhưng mà cái bàn này là anh nợ tôi á. Nếu mà anh không trả anh nợ cái ván cờ này là tôi theo tôi đòi anh suốt đời đó. Ông Ban với ông Nghĩa sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau, vậy mà người ra đi, người giờ còn ngồi đây. Ông Ban á, ông linh thiêng lắm nha. Coi chừng tối nay ông về đánh cờ của ông Nghĩa đó. Trận này á, tôi không làm trọng tài cho hai ông đâu nha. Thôi, mấy ông rồi ăn nói gì chứ ghê. Bí tụi bỏ. Ban là thiệt tình dám số thì mới đến cờ tự nhiên vậy chết. Sống nay chết mai. Có gì vậy? Âm du không có tách biệt như mọi người thường nghĩ đâu. Người ta có thể đi về giữa hai cõi âm dương để giải quyết ân hóa với người mà còn thiếu nợ người ta đó. Nghĩa, lại phải tin với cái chuyện đó thì con. Con chào ông.
Có chuyện gì vậy? Dạ thì cái chuyện bà Bảy của Long sống đó nội. Thôi mà Long, trời ơi, bà Bảy sống thì cũng đã sống rồi, không đừng có như vậy nữa mà. Mà bây giờ tôi hỏi ông nè, bà Bảy sống vậy á, mình chôn hay thiêu vậy? Bạn đừng có nói vậy chứ. Hỏi chôn hay thiêu là ông la đó. Bạn phải hỏi là vùi hay nướng chứ. Ơi, ôi mà Long, ông bình tĩnh lại đi mà. Bố ạ. Dạ. Dạ. Dạ không biết rồi. Ông ơi, cả nhà có lướng bà Bảy ông ơi. Ông ơi, kêu nhà ông suy nghĩ lại đi. Mình vui thì mốt đi thăm mới tình nghĩa chứ lâu. Bông bông bang bang lên ăn cơm bạc cơm vàng nhà ta. Bông bông bang bang, bông bông bang bang. Mới đầu á là vô cớ một người trong gia đình gọi tên. Bông bông bang bang lên ăn cơm. Dẹp! Không có hát bài nữa. Gì vậy? Hát bài khác đi. Rồi con nít mát cái gì tập bay tập bà. Sao kỳ cục, muốn cá cũng cho cá nữa. Khi xưa ta bé ta chê băng băng, ta chê ta bắn súng băng băng. Dẹp! Cái gì vậy? Dẹp! Không được hát cái gì có dính chữ băng ở đây. Dẹp! Trời ơi, ông này ông kỳ cục vậy trời. Bà gì cũng cho hết trơn á. Bà để bà dế đi, bà để cái áo đây. Bà ơi, bà để các bạn cái dẹp cái áo chưa? Tôi không có cướp, ông để đâu thì còn đó mà. Mới đầu chỉ là di chuyển đồ đạc thôi. Trời ơi, anh Bang ơi, đừng nhát của anh Bang ơi, tôi sợ lắm. Sợ. Đừng nhát tôi, anh Bang ơi. Ôi. Anh Bang ơi, thú thật là từ xưa giờ tôi đánh cờ chuyên môn ăn gian anh. Hôm nay tôi xin nhận lỗi với anh. Anh nhận giùm tôi tiền vàng bạc này đem về dưới xài. Bao giờ có thiếu thì điện thoại. Thôi, mỗi năm tôi gửi xuống nha, đừng có điện thoại. Đây, đó, gửi anh bàn cờ nghe. Nè, bàn cờ luôn. Xuống dưới anh chơi với mấy người dưới nha anh, đừng kiếm tôi nữa nha anh. Cái gì vậy? Trời đất ơi, anh đừng hù tôi hết trơn. Tôi lại anh. Trời ơi, tôi sẽ mai á, tôi sẽ lên đốt thêm 10 bó nữa cho anh nha. Đừng hù dọa tôi. Rồi tới một ngày nào đó, quan hồn đó sẽ hiểu nguyên người. Đừng hù dọa tôi nữa anh ba ơi, tôi sợ lắm. Hạnh ơi Hạnh. Dạ. Con xuống con coi cái cầu giao của nhà mình sao mà ai cũng có điện, của mình nhà mình cấp điện vậy con? Chắc nó nhảy CB á, để con đi xuống dưới con gạt cầu giao lên là xong. Ừ, xuống coi coi. Bất dạy. Tự nhiên là mày làm gì vậy? Mày khùng hả?
con đang tập cho cái vở kịch ở trong trường đó ba. Tập kịch tập gì mà kiếm chỗ khác mày tập? Mà hết chỗ tập thì mày vô mày hù tao. Tình ở cúp điện nữa còn hù hết rồi nha. Dạ. Mày đi vô mày ngồi đi. Tao xuống dưới tao gạt cầu dao mày đi sau lưng tao hồi tao giật mình nữa. Tao gạt lên rồi điện giật tao chết ở dưới rồi sao? Dạ. Con với cái lớn rồi mà vẫn ngu. Chơi ngu không à? Trời ơi anh Bác ơi, anh Bác ơi là anh Bác. Anh đừng bắt tôi theo anh Bác ơi. Tôi còn vợ con nheo nhóc lắm anh Bác ơi. Tôi biết lỗi của tôi rồi anh Bác ơi. Anh ơi, Bác cứ tôi lại anh Bác. Anh đừng cứ dọa tôi nữa. Anh đừng bắt tôi thề với anh. Tôi thề trong bóng đèn. Ê, bóng đèn tắt rồi, tôi thề cái bóng điện tắt này. Là ngày xưa tôi có chơi ăn gian anh, đúng ra cái dáng đó anh thắng, nhưng mà tôi ăn gian anh thầy đại anh thua. Tôi thề tôi không bao giờ ăn gian nữa. Anh đừng có hù dọa tôi nữa. Anh bắt tôi, đừng bắt tôi xuống dưới anh ơi. Trừ khi người đó đưa ra lời hứa mà quan hồn chấp nhận. Tôi hứa, tôi thề cho sinh mạng của tôi là tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm cho tất cả mọi người. Trời đất ơi, anh Bác ơi, anh tính rồi. Tôi cảm ơn anh từ đây về sau là tôi sẽ bỏ lỗi cho hết những người làm lỗi với tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Bác ơi. Đừng bắt tôi đi anh Bác ơi. Và kêu tụi nhỏ nó tập hợp là hết trong phòng khách cho tôi. Một có chuyện gì quan trọng sao kêu mấy đứa nhỏ tập hợp vậy? Bạn cứ làm theo lời tôi đi. Tập hợp để tôi nói. Sao? Để tôi kêu. Đủ hết rồi nè mà. Sao vậy mẹ? Sao căng thẳng vậy mẹ? Trời ơi, mẹ đâu có biết. Không biết ba con có chuyện gì mà tự nhiên kêu triệu tập con cháu trơn rồi. Trời ơi. Còn vợ con đâu? Vợ con đi làm rồi. Giờ có cần con gấp bố con kêu về? Thôi khỏi, để cho đi làm. Mẹ ơi, đi có đi. Chuyện gì mẹ nói thiệt con đi. Đừng giấu con là con trai lớn trong nhà. Ba với mẹ có chuyện gì nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ đâu có biết. Ông không có nói gì hết trơn mà. Thế sáng giờ con thấy mặt ba xăm xịt là con sợ lắm. Bởi vậy không biết cái gì mà ông nói như là trăng trúa. Mà không có chuyện gì đâu. Đừng có nói nghĩ bậy bạ. Giờ nào giờ còn quen sống với ba rồi. Ba có gì đừng có ai giấu con hết. Mẹ đâu có muốn giấu. Ba không có cái gì đâu. Thôi đừng khóc. Ba xuống kìa. Ông nội xuống kìa. Mấy đứa hôm nay tôi tụ họp tất cả về đây để nghe mọi người nói những sai lầm, những cái phạm lỗi gì đó. Ông ơi, ông thấy trong người có sao ông nói cho mẹ con tôi biết đi ông ơi. Nói đi, tôi tha thứ hết. Vợ con sắp mất bà rồi. Thì ông nội biểu kìa, đứa nào có lỗi lầm gì nói em nội tha kìa. Nội. Cái gì? Là dùng cái tai nghe đó nội. Tai nghe sao? Chứ nó không phải là cái tai nghe mới đâu nội. Trời đất ơi, vậy lấy tiền nội xài hết rồi phải không? Dạ, mình lấy bao nhiêu mì đi ăn hết rồi. Bà bỏ. Ông nội tha rồi kìa, còn đứa nào có lỗi gì nói hết đi. Đúng rồi. Hôm bữa, ông nội la con tức quá. Con có cắt lủng cái quần của bà nội cho hai người cãi lộn với nhau á. Ê, tôi cắt quần của mẹ tao luôn á. Tôi xin lỗi. Thôi tha luôn. Bà ơi, bà. Vì cái chứng khoán của bà để dành. Con bán hết rồi. Hả? Trời ơi, cái thằng mắc vậy. Tha mà. Quan hỷ đi ba ơi, quan hỷ cho mình nhẹ nhàng bà. Dạy lắm dạ, còn mất dạy còn mất hiểu. Giờ tới phiên tôi cũng thú tội. Bà sao? Mấy lần trước tiền ông bị mất là tôi rút rỉa lần lần. Tôi góp tiền tôi mua cái vỏ cá sấu. Bà ăn cắp tiền tôi. Từ từ mà mua được viên của con cá sấu hả? Mà dễ thương. Ông ơi, ông bà.
tôi mới khai á. Quan thủy. Quan thủy. Đừng quên chút xíu nữa mất vợ. Dạ, đừng để quán ghi ba ơi. Không có xíu tôi ăn đâu ba. Rồi, tha luôn. Ông ơi. Hả? Con hay qua đây ăn uống, con cũng xin thú tội ông ạ. Chuyện ăn uống giờ không còn quan trọng. Mai mốt rảnh qua nhà chú phụ dựng rạp rồi ăn 3 ngày cháu đêm nha. Không phải đâu chú ơi. Chuyện này không liên quan tới ăn uống. Cái bình gốm sứ Thanh Long là con lỡ tay con đập ông ạ. Hả? Con xin lỗi ông. Cái gùm gốm sứ Thanh Long là cái mà tôi quý thương yêu. Trời ơi, tha lỗi cho ông mà. Qua đây. Qua kìa con. Ôi mày sướng hơn chú. Chú không được ôm ba chú lần cuối nữa. Qua dâu. Rồi ôm ông đi, đừng có sợ gì hết á. Ông thương lắm. Ông hứa tha hết. Tha hết những người trong nhà tôi còn mẹo ngoài. Mẹo ơi.